chấp giá giá nào, chấp giá từ. Ồ, làm tạm bỡ quá. Ở được. Nhà ta chợ cũng cho tôi được cũng mừng. Chào Biên Hòa, xin chào cô bác quý anh chị. À, hôm nay là một ngày cũng rất là đẹp trời. À, đứng kế bên Bùi Hồ đây là anh Vũ thợ sắt. Anh đang tiến hành cái công đoạn đầu tiên, đó là sẽ dỡ cái phần tôn của mái nhà và dỡ luôn cái phần này, gia cố lại cái phần trụ trụ bê tông ở dưới anh Vũ ha, để mà có thể cố móng chắc chắn và sau đó là sẽ lót sàn cái phần sắt ở trên. Công trình này á thì làm cái phần nhà sắt khoảng 3 đến 4 ngày xong anh Vũ, muốn giờ trời nắng. Và hiện nay các anh em thợ đằng sau đang tiến hành dỡ cái ngôi nhà, 3-4 người thôi nhưng mà làm cũng khá là nhanh. Sáng nay thì khoảng 7 giờ thì anh Vũ cùng với anh em đã có mặt ở đây rồi. Không biết là ít nhất đâu anh Vũ. Vậy hả? Dạ. Rồi bây giờ mời cô bác quý chị xem dạ, những cái công đoạn dỡ nhà nha. Hả? Nay đẹp quá ta. Hâu còn hám, người khác giờ làm quá không đâu. Chạy tới chạy luôn rồi cũng mệt. Sáng mấy giờ thức? Sáng 3 giờ mới thức, ba cái lò với ai dẹp dọn ba cái tủ với quét sạch sẽ cho anh em người ta làm cho nó mau đó. Có kêu nước cho anh em chưa? Kêu ra đó mình mong mấy ổng cũng không nói. Rồi bà, mẹ thì đi xuống nhà cũng biết gỡ với má đem đồ dưới cho ba. À, còn ba thì ở đây. Ông cụ phái coi dở mà. Dạ. Cái phần cây này ở phần trên là không dám leo lên đâu. Lợp á, để mà lợp thì cái phần những cái cây đố trên là đâu dám leo lên. Nó gãy hết là hụt quá rồi. Gãy hết hả? Ba là những cây nó ăn biết rồi. Mấy cây cây đó yếu quá hả chú? Yếu gãy tăng rồi. Dạ hả? Ừ. À. Gãy tăng. Bây giờ con leo lên, con lên nhà được không ta? Được. Leo lên được. Điện thì cũng đã cắt ngày hôm qua rồi. Mấy cái cây ngang này nó cũng đã mục hết hả anh? Mục hết rồi anh ơi. Dạ hả? Hồi sáng giờ dở là khoảng gần tiếng chưa ta? Chưa được mà gần xong rồi. Cái phần dán nè, cô bác quý chị thấy là cái phần dán là nó cũng đỡ. Ở phần đó nó mục, nó hư hết trơn rồi. Còn phần dán này thì ngoài trước này nó còn đỡ, mình có thể tận dụng lại được. Sau cái công đoạn dỡ nhà này thì sẽ đến cái công đoạn là lót sàn, rồi gia cố nóng, rồi lót sàn, rồi sau đó là mới dựng cái phần tôn nó thịt. Ê, gớt không, ghê quá. Ghê quá. Làm nhà cho ông Dứt là thấy vui quá chú Dũng. Ông Dứt nhiệt tình để mà phụ tiếp ông chú Dũng. Ông Dứt nhiệt tình lắm. Cái này chắc dở một buổi mới xong. Tiếng đồng hồ nữa xong. Dạ. Tôn này tôn nó mục hết à. Tôn này là tôn chắp vá không á. Xong. Giờ đi đây không dám đi nè. Đi đây không dám đi luôn hả? Ờ, đâu có dám đi đâu. Không dám đi luôn hả? Cũng làm được như thế này là cũng nhờ sự chung tay của tất cả các mạnh thường quân để mà chốn nhất có được ngày hôm nay. Mạnh thường dạ chào chú. Dạ chào chú. Bây giờ là đang đào cái phần hầm hố ga ha. Dạ. Ở đây cái bề ngang đây đến cái phần này thì nó khoảng 1 mét mấy thôi nhưng mà làm tới 1 mét 8 nè. Đâu cái này mình chỉ làm mét 8 đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, chỉ làm mét 8 đúng rồi, tại vì mình 2 mét. 2 mét mét 8. Đúng. 2 mét là đúng rồi. Dạ. Tại vì mình làm ra một cây nữa. Hoàn thiện là mét 8. Bây giờ là mưa hết mưa rồi nên cũng đỡ. Quá giờ con trai. Đúng. Dạ.
gớm giải bụng gì để mà về đi chết miễn miễn nữa hả? Nhà biết sao không? Bếp này, bếp nhà nước, nhà nước lâu đời. Lâu đời một là lâu đời với nhà là có có cái mấy cái anh không có bị đang bị bệnh về vấn đề thần kinh đó. Nên đâu có ý thức được mấy cái chuyện đó. Đúng rồi, mình đâu chắc đâu. Nhưng mà... tiền dở tới đâu một cái ở miền Tây là đa số nhà sàn để chống nước. Nhưng mà cái nhà sàn mà lần đầu tiên mà cô bác quý anh chị có cảm nhận được cái nhà sàn mà có thể dán gạch không? Ở đây là một điều khá là lạ luôn ha chú Vũ ha. Ở miền Tây mình thấy mấy cái mầm này là cũng một hết luôn hơn gió trời một hết rồi. Bước là nó gãy á. Đi đông là cái này là gãy á. Cây này là đa số là cây tạp thôi chú Vũ ha. Cái khung này đa số là cây tạp hết rồi. Nếu như mà mình không sửa thì này cái nhà này để được khoảng mấy năm nữa? Ở nếu để vậy à? Cái năm 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 ngoài đó chặt luôn. Ừ, mấy cái cây đó phụ để nẹp vô không được. Chấp giá giá nè, chấp giá rồi. Hồi sáng giờ làm được cái gì rồi? Hồi sáng giờ cũng phụ tiếp mấy ảnh một ba cái tăm xuống á. Cái cây này kia cái thảy qua bên kia cho nó gọn lại để thôi để đường đi chúng ta có đường đi. Cái này nhìn đẹp chứ gì? Đốt mà đẹp gái hồi xưa tới giờ mà. Vui không? Vui. Hồi tối có ngủ được không? Hồi đâu ngủ đâu, ngủ đâu. Lòng vòng đó cái đốt đèn cày thức lặn ca anh bả. Là sao? Đốt mua 3-4 cây đàn cày đó, lặn đốt vô cái bàn mà cho tao có đi tiểu này kia đó. Sợ cái bà không thấy đường cái bà tiểu có bậy bạ đó. Cũng nhất nằm cái giỏng cái đốt phanh nhăn mũi đó. Rồi trời chịu cực đốt đàn cày bữa như hai đi chứ. Chứ bà không tao hù mấy đường bà rồi đêm nay bà đi dưới cũng khỏe rồi. Rồi đêm nay khỏi. Có nghĩa là Út Dứt ngủ giỏng cặp bên bà cụ. Đặng coi như bà đi tiểu mình dắt bà đi lại đó cho bà biết cái bô đó thôi để bà mò cái bà đá đổ lại cái đốt hai cái đằng cày đó cho nó đừng có cho nó sáng ánh sáng đó. Thằng mẹ mẹ mà kêu đi tiểu là Út Dứt dẫn đi. Tại vì hồ tấu như bà cũng như có điện không có đó chứ thường thường thì bà có cái đèn cho bà thấy đường còn giờ cái không có điện nữa cái là bà không thấy đường. Bà cụ của mẹ cũng nhất bị lẫn vậy á thì việc vệ sinh đồ là có biết hết không? Bà đái có khi lắm lúc là thậm chí có khi bà mắc đái có khi bà đái trong phòng cũng không chừng rồi cái chiều chỉ thật điện thì sáo lên bà đái còn có khi bà có khi bà lâu lâu cái bà cũng mắc tỉnh cái bà cũng đái trong bô rồi có khi bà đái ở ngoài nữa vậy đó như là nó mẹ nó cũng như bà đụng đâu bà đái đó. Thấy thương hả? Ông ấy bả cũng như ông ấy má thì bả lẳng có cha giờ sao ông lớn tuổi mà ông không có lẳng bằng má. Ngày xưa là mẹ vốn nhất là làm gì? Hồi xưa mẹ bả làm gãy. Bả làm gãy bên bả đó. Đất gãy ở đây ngay ra nè. Người bả bằng gãy. Có gãy hả? Có gãy mà bà bên kia bên ông ngoại bán trên bán hết à bán không còn công đất nữa ông nhất là cũng đâu có công đất nào không nhà ông nhất giờ không còn đất nữa như nhà ông nhất còn cái nền mình ở vậy là rồi là ông ngoại đó ông chia ra là được cái nền đó ở là rồi đó chứ không còn không ông nhất giờ không còn gì chứ chỉ là có cái nền ở được đến hàm răng cũng không còn mà. Hả? Thì đúng rồi, gan cái hầm răng rồi mà liệu cái hôi thì cài cái hầm răng chứ không quan trọng. Mình quan trọng giống như là như ăn uống trong nhà là đủ rồi biết mừng. Uống nước nó bây giờ nhà không còn gì đến cái hầm răng cũng không còn luôn. Còn hầm răng còn. Nhưng mà nó không có được chắc muốn, chắn cho lắm. Đúng rồi, nó nói với thằng Hồ nó gớt ra, nó muốn gớt ấy thằng Hồ thấy đó. Có 100.000 cái à. Hàm răng là mấy năm rồi? Hồi đó của 8-9 năm rồi. Cái răng này nó gãy đó, cái răng bởi nó mới sụt sịt chứ một lần nó kìm. Tối nay tính ngủ ở đâu? Tối nay hả? Cũng như khi mang mà để ở đây thì tối nay ông viết mượn cái ghế bố của bị Di Sáo này mình trải ra trong ấy ngủ đỡ, mình dắt của cha đó. Ờ. Ngủ đỡ.
không lấy mình gỡ luôn cho nó cắt điện rồi. Nó cắt điện rồi mình gỡ. Để đó không ba, không ba. Để cái gì nó còn cắt chỗ đó. Cây đó làm bằng cái gì chú Vũ? Bạch đăng. Bạch đăng hả? Bạch đăng không ạ, đăng với cồng. À. Có coi như là cũng mục hết rồi. Không hết trơn rồi đó. Không ra là ở một năm nữa là nó sập luôn. Sập luôn hả? Trời ơi. Nó chỉ còn bá bá vô vô thôi. Nó bá thôi, không có cây nào còn cứng hết trơn. Một hết rồi. Bây giờ làm lại là khung sắt rồi nhà con là xài đời đời đúng rồi. Sắt cũng vậy anh Vũ ha. Đây cũng vậy con ạ. Còn bộ dưới 1.4 mà xài 48 không. Là... trước mình lót xin bo không á thì mình xài 48 với 36 được. Dạ. Còn mình lên gạch với hồ nó kia nặng rồi ra có toàn bộ là 48 hết. À là sắt dày hết. Sắt dày hết. Dạ. Rồi ton sao anh? Ton nó cũng vậy á, ton là 4 kg. À là loại dày ha. Rồi tốt. Tại của Đông Á. Dạ. Làm vậy cho nó kiên cố chắc chắn. Dạ, kiên cố chắc chắn. Có nghĩa là cái phần ở dưới này nè cô bác anh chị, anh Vũ sẽ xài sắt 48 hết. Dạ, 48. Và để cho nó chịu nổi cái phần mà đổ bê tông lò đổ xi măng lót gạch lên á. Dạ, đúng rồi. Đó. Nếu làm yếu yếu là nó bị sập bắt. Chứ nó găng sau này mình bị nứt gạch. Ừ. Nó nếu như mà làm yếu là nó bị gân đúng không? Dạ, đúng. Gân là nó xé gạch. Xé gạch. Dạ. Mấy ngày nay làm cũng may là trời nắng. Trời nắng chứ không gài là mưa dữ lắm luôn. Dạ. Chắc trời cũng thương út nhất á. Hôm đó đi qua làm 2 ngày nắng là trơn 2 ngày. Dạ. Hôm trước là cũng nắng luôn đúng không? Dạ. Làm xong rồi mới mưa. Xong mới mưa. À. Cái này mà nửa chừng mà sửa thì chú có chấp giá cái hôm nay kèm vô thôi. Dạ. Khoảng chừng vài trăm ngàn thôi chứ bây giờ tiền đâu mà làm. Không có người mạnh thường quân thì đâu có tiền đâu mà làm. Một một hết luôn rồi đúng không? Có cày lấy xuống nó gãy giữa đường. Để không qua không qua. Để đó cây coi có được con cây bên kia không. Ôn nhất dễ thương nghe không? Làm tới đâu là dẹp tới đó à. Dễ thương lắm. Rồi bữa nay mấy bà là làm cỏ có nhắc Ôn nhất không? Bữa nay bỏ. Mà nói bữa nay bỏ tụi tao hả? Vậy đâu? Không cho rồi. Trời nó ấy xong rồi con lấy rồi đi. Chị em mình gặp lại. Chị em mình gặp lại. Ở sao kêu chị em Út Nhất? Hả? Sao kêu chị em mình gặp lại? Cái giết con hả không? Đây là những cái ly cà phê mà Út Nhất kêu từ một cái quán kế bên đó cô bác anh chị. Thì Út Nhất nói là thôi làm thì nó cũng lu bu, Út Nhất còn dọn dẹp nên kêu những cái ly cà phê này nữa trả tiền luôn. Cười, sao ông cụ cười? Yeah. Sao cười? Yeah. Sao ông cụ cười? Yeah. Sao ông cụ cười? Yeah. Hả? Sao ông cụ cười? Vui. Dạ. Hôm nay vui. Sao vui? Dỡ nhà, những nhà mới vui. Hồi đó giờ có nghĩ rằng mình có nhà mới không? À, đâu có nghĩ về chú. Cũng nói thiệt. Hồi đó giờ mà lời sống mấy chục năm. Cũng làm mướn.
cũng về sống gia đình hay cũng nhà bà con hồi trước đó, giúp đỡ cho tôi đâu có cắt được cái nhà này cá cọc cái đàn đó. Bây giờ nó bị chét mối nó ăn muốn nhờ chú giúp đỡ được nhà tài trợ cũng cho tôi được cũng mừng. Sao sáng nay ông cụ không đi đi lại nhà bà Sáu ở mà ông cụ ở đây? Không, bây giờ dạy con nữa, dạy con với mình ở đây và ở đây tối lên ổ. Ý con nói là dở nhà rồi, chú ông cụ đi tới đi lui á, sợ nó trúng rồi không lên kia. Cũng biết chứ. Còn lanh ra mà đâu có lợi chỗ. Nhưng mà giờ vui đúng không? Dạ. Nó ngày con nó thì cũng thiếu hụt. Rồi chỉ cây cấu cho nó đứa mới cho để dột làm củi rồi đó. Để cho nó xài được cái gì xài. Vậy á. Có lo Út Nhất không có tiền không? Dạ. Có lo Út Nhất không có tiền sửa không? Dạ đâu có, thì đó nó lo ai thì lấy lo ăn uống thì thôi. Mà mướn đi. Có lo Út Nhất không có tiền sửa nhà không kìa? Đó là cái đó cũng như nhờ giúp đỡ tài trợ với nhà mấy chú cũng như là nói với nhà tài trợ giúp được cái nhà vậy thôi. Dứt làm sao măng mướn không đủ ăn sao được cái nhà. Lỡ nửa chừng dở nhà ra á rồi người ta không tài trợ nữa rồi nhà đâu ở. Trời ơi thôi cái đó thì đục hang. Đục hang. Rồi nói nhà tài trợ nó vợ lỡ vậy đục hang ở. Đục hang ở. Chứ giờ nhà đâu ở. Chứ nhà đâu ở. Ông cụ là 90 rồi. 90. Ừ, 90 còn khỏe, còn đạp xe đạp được khỏe quá. Dạ, cũng mạnh trong mình không có đánh đổi không. Chứ mà thành ra cái tuổi mà mình còn làm này kia được. Đều là làm nặng quá thì làm nổi. Cũng như mình căng cái sức khỏe của mình vậy thôi. Chứ còn mình làm quá sức khỏe thì mệt. Thương ông cụ, cô bác của anh chị vừa hồi cứ hỏi ông cụ là lỡ dở nhà mà Mạnh Thường Quân không hỗ trợ thì chỉ có đục hang thôi. Vậy đục hang thôi chứ còn ở đâu vợ? Chứ đâu có tiền đâu ở. Đâu tiền sửa hay là cắt thì quá đục hang rồi che vậy là thôi. Thì nhờ hồi trước thì nhờ thầy trợ những cái chú giúp được cái nhà bếp đó thì là được ngủ ló qua đó rồi ngủ ló không à. Rồi đâu có nghĩ đến cái nhà lớn thì cũng nhờ những tài trợ giúp đỡ với mấy chú cảm ơn mấy chú cũng nhờ mấy chú mới có được cái nhà này ngôi nhà được tử tế tôi cũng mừng cũng cảm ơn mấy chú à cũng cảm ơn tài trợ. Trời ơi mấy công việc nặng đó để cho người khác làm. Dạ hả? Công nghiệp ta. Có nhà làm cũng không mệt không nhất. Có nhà mới làm cũng không có mệt. Nó phải á. Hả? Biết lần cho nó rồi cho nó phải á. Đang đi làm nó chứ không làm cũng buồn. Dạ. Có tiền nào uống? Sao nói sao? Nói nghèo nghèo chứ cũng phải anh em cũng phải lo cho uống chứ không lẽ là phải đầu tá. Ba ly nước là tiếng hay ớt đó. Cái thì cũng như nó mẹ thì ba lúa này thì bằng gỡ lại. Ba lúa này liên bằng gỡ lại. Không lẽ nói ngồ này nó quay nó ăn khách thấy ghê mà bây giờ nó uống nước mà nó không có tiền trả nữa. Cái đó cái chuyện đồng hồ chứ đâu có biết. Tôi nhấn đâu biết. Anh em mình uống thì biết. Ly cà phê là nhiêu tiền? Cái này nó mang có 7 ngàn này chứ. Trên trà đường. Trà đường thì 5 ngàn. À.
cho được 5.000. 5.000 mà uống 3 ly là hết 15.000, gần tiếng làm hai ớt rồi. À, mà điều cái mình uống mình đừng có nghĩ như vậy, uống vậy cái mình nghĩ như vậy, cái mình ngán, mình không dám uống. Mà tự nhiên sao mà Bùi Hồ uống chưa vô? Không, nói vậy thì để lâu lâu cũng uống nặng, không lẽ thì uống hoài. Không lẽ cũng uống hoài sao không sợ. Đi là lâu. Nhưng mà không lẽ nở lòng nào uống đỡ nhất cả. Không, thì nó anh em mình bình thường thôi, có gì đâu Hồ. Nhưng Hồ cũng giúp đỡ cho nhất, cũng mừng rồi đó chứ. Cảm ơn Hồ nhiều lắm, với mấy chị này kia đó. Cũng mến mấy bà lo cho mình vậy là tốt, ai cũng nói. Ai cũng nói là sao? Ừ, nói như Út Nhất có mấy chị mạnh quân vậy đó. Hỗ trợ cho Út Nhất mau có cái nhà ở vậy là hay tốt. Rồi mấy bà ở mấy bà chị bẻ ớt á, bẻ ớt có nói gì không? Có. Đó nói như Út Nhất cũng như là tốt đó chứ. Như mấy chị Hùng Quân thương Út Nhất đỡ là nhắc mấy mau đó. Chứ mấy chỗ kia người ta, như thấy mấy chỗ kia người ta cắt cũng lâu. Ừ. Là ngày quay đầu tiên mà có nghĩ mình có nhà không? Không, Út Nhất nghĩ nha, cũng như là quay cái cảnh của mình trường vậy thôi. Chứ Út Nhất cũng không có biết cái vụ đó. Là hồi nào thì mình đâu có biết cái vụ mà quay mà như cho nhà đó. Cũng biết nghĩ rằng là như là quay mình tượng như em mình nó bị tâm thần thôi. Cũng biết nghĩ như vậy. Chứ không biết, cũng biết không biết là cho cái nhà. Bất ngờ ha. Đúng rồi. Cái này hơn trúng số không? Cái này hả? Cái này trúng số là trúng miệng liền. Cái này là chị có cho miệng liền. Hơn trúng số đặc biệt không? Mừng hơn trúng số đặc biệt. Mừng hơn trúng số đặc biệt. Đặc biệt cái không mừng bằng này. Cái này gì chứ nó bền hơn. Trúng số không bền. Trúng số thì cái nó không bền bằng mấy chị phải cho mấy chất lượng. Sao không bền? Trúng số sao không bền? Trúng số như cái tiền đó mình bằng không có mà. Tự mình có. Còn này như mấy chị như bả lao động như mình. Rồi bả cho mình cũng như là tốt. Có lời hứa nào với mấy chị không? Có là hứa mình cũng có dịp mình cũng thấy gặp chị, mình cũng thấy gặp chị, mình cũng cảm ơn bà, mình nói chuyện với bà, mình mến bà, mình thương bà này kia gì đó. Thấy bà quá tốt, nhưng mà đối với gia đình mình là bà tốt thiệt. Đạp xe đạp chở mấy chị đi chơi thì sao? Không, như thế để mấy chị dễ thì bà đi xe đạp. Dễ gì? Chứ sao? Mấy chị dễ thì bà đi xe đạp. Nếu bây giờ có chiếc xe đạp thì không đạp lộ bộ, không lấy lộ bộ. Không phải vô trước chợ mấy chị đi chơi. Làm ngày có ai nữa đi mấy chị vô dắt vòng vòng ra chơi chứ dễ gì. Người ta nói ông nhất đạp xe đạp chở đi chịu không? Được xong được. Xe gì uống cũng đi nữa. Mình nhưng mà ông nhất chở ta đi xe đạp kìa. Dễ gì uống không có cửa mà chở mấy chị đi đâu. Sao vậy? Dễ gì. Mấy chị dễ gì mà bá mấy chị đi xe đạp. Sao nghĩ vậy? Không biết. Mình thấy mấy chị dễ thì bà vô đây mà đi xe đạp đâu. Chứ bà đi xe gì? Tại vì phải đi xe Honda, xe tốt với mình không, mình cũng muốn mình đi xe đạp. Thôi làm tiếp thì ông nhất để cho ấy rồi. Hôm nay hình như là không có Linh ở đây hả anh Dũng? Làm với sạn à? Linh làm với sạn hả? Đang hỏi bạn với sạn. Ồ, gãy luôn kìa. Gãy luôn rồi. Nứt hết rồi kìa. Một hết rồi. Này một luôn rồi. Cây mấy cây đó, cây đơn, cây gì? Cầm. Không, cái cây này kêu con kêu lên. Cây niêm. Cây niêm nó cũng một luôn rồi. Nó cũng một luôn rồi. Ủa cái phần tủ này không giờ qua lỡ có mưa rồi sao ta? Cái phần cái giường này nè anh, lỡ có mưa rồi sao? Lấy cái miếng mũ mình dần xuống. Rồi vậy là tháo cái hàng cột ra này ra thì nó không có cái cây chịu bên kia hên vô. Có cái chịu chân dưới rồi. Vậy hả? Có nghĩa là chổi vô cái đó cho đỡ hả?
À, và như vậy là sau gần gần 4 tiếng, bây giờ cũng gần 11 giờ cô bác của anh chị, thì cũng được sự hỗ trợ của đội thiện nguyện nè, cũng các anh thợ sắt và tiến hành dỡ cái phần nhà xe nhà trên nó cũng đã xong rồi. Cái nhà trên dỡ cũng mau ha anh Vũ ha. Dạ. Dạ. Em thấy là cái nhà nó bị mục hết à? Mục hết rồi đó. Dạ. Nó ra nó gãy từ đoạn hết rồi. Dạ. Em thấy là cái vàng nóng này á thì nó hơi bị siêu dẹo, thì anh thấy cái vàng nóng này như thế nào anh Vũ? Nó siêu rồi, em mắc đào lên em ra cố lại. Dạ. Cố bê tông lại. Dạ. Có nghĩa là anh sẽ đào những cái phần nóng này lên. Dạ đúng rồi. Rồi anh sẽ đổ bê tông xuống dưới. Xuống dưới. Dạ. Dạ. Chứ bây giờ nó yếu quá hên. Dạ đúng. Ừ. Đổ cái móng ở dưới cho nó cứng lại. Ừ. Trời ơi nó gãy kìa. Ủa cái này là xây gạch hả ta? Cái này xây. Ồ. Mấy cái đó mình đổ mình lấy lại. À. Những cái xây gạch này là mình bỏ luôn hả? Bỏ luôn. À, rồi nữa mình có đổ thêm trụ không? Có. Gia cố lại hết, cái nào hư mình bỏ mình làm lại cái khác chứ không phải là bỏ luôn. À. Với cái vàng nóng bao nhiêu đây thì anh thấy nó đủ không, đủ kiên cố không anh Vũ? Đủ lực hả? Dạ. Nhà mình cũng gọn chứ không có gì. Dạ. Ở cái phần nhà này là cũng còn được, mai mốt chắc là che cái phần mái này xuống. Dạ, che cái phần rồi. Che xuống để đâu hư cái giường. Dạ. Nó khổ lắm. Bây giờ còn mấy cái anh thợ hồ thì đang đào cái hố ga. Cũng dở cũng nhanh quá anh ha. Ủa cái chú chẳng còn đang đào hả? Còn chưa đủ cốt mà sâu hả? Dạ, đào dưới là sâu 1 mét dưới hả? Hả? Không có, đào này là hoàn thiện 2 mét. Đào sâu dưới là 2 mét. Đào sâu 2 mét luôn. Không, không có, bà nói là từ trên này xuống đây 2 mét. Ờ. Từ trên này. Từ đây xuống đây 2 mét. Đào rất sâu. Đào sâu. Không hết được. Chưa, các chú không có nghỉ trưa hả? Nghỉ cho 11 giờ nghỉ thôi. Dạ. 11 giờ nghỉ. Dạ. Vậy là cái phần này phải che cái giường lại. Đó. Làm này thấy vất vả không anh Vũ? Dạ, thấy cũng hơi vất vả hả? Dạ. Vất vả nhưng mà làm thiện nguyện thì thấy cũng vui ha. Dạ, dạ. Chứ mình cắt nhà bình thường mình nói chung là các nhà nào thì mình cũng lấy tiền hết á. Dạ. Nhưng mà các nhà thiện nguyện thì nó là vui hơn. Dạ đúng rồi. Ừ, người ta có chỗ che mưa che dạ, nắng thì mình nắng. Người ta vui thì mình cũng vui theo. Dạ. Vậy thì sau 3 tiếng đồng hồ cũng xong rồi ha anh Lưu? Dạ xong rồi. Rồi thợ thầy ăn sao anh? Ngày mai cái cho thợ hồ nó đào nó căng vàng móng em lại cái nữa. Vậy là mốt em lót xin bò. Vậy là tính ra làm 3 ngày nó cũng khoảng chạy ra 5 ngày hay đâu. Dạ. Ừ. Tại cái vàng này mình làm lỡ cho nên nó lâu cái phần này. À. Dạ. Cái vàng móng này lúc trước là không có đổ xi măng hả? Cái chắc trước nó không có đổ à, bây giờ nó yếu. À. Thì cái phần này là anh Vũ lúc trước là dự định là tính là làm để như vậy là làm luôn. Nhưng mà tháo cái căn nhà ra rồi thì có một số nóng nó bị hư á. Dạ đúng rồi. Cái căn nhà ngộ đặt, có nghĩa là khi mà kèo cột nó chồng chéo với nhau á thì còn ở được. Mà khi gỡ ra một cây là mấy cây kia nó sụm hết. Tháo ra là nó hư rồi chân. À. Nhà có nhất là khoảng 1 năm nữa chắc không biết thì sao ở luôn. Mà có những cái nóng thấy nó mục luôn á. Thấy móng này nó mục gãy chân à. Như vậy là nó có một số vấn đề trục đặc là mình dời cái nhà xuống bì dưới một chút ha anh Vũ. Dạ. Dờ xuống một chút ha. Có lẽ thì nó kéo dài thời gian ra thêm 1-2 ngày nữa tại vì chắc kéo thời gian thêm 2 ngày quá. Phía sau đó cô chú anh chị là hai căn nhà của. Vậy là cái công đoạn tiếp theo á là chiều ngày mai thì anh sẽ nhổ cái phần cột này lên để anh gia cố lại cho nó chắc chắn. Yeah. Thì sau đó là ngày mốt thì anh sẽ đóng simbo giống như ở bên kia. Yeah, đúng rồi. À. Nói chung là cái phần nền này nó cũng không được bằng phẳng hay anh Vũ ha. Yeah. Cây trụ thì có những cái cây trụ thì vừa làm xong là dỡ nhà ra xong thì cây trụ nó cũng đã ngã luôn rồi. Ờ, ô trụ gạch đó làm sao mà nó bền được ta? Đúng không anh? Yeah, mục quá. Ừ. Giờ sao cũng mấy cây gãy mẹ hết. Ừ. Này là phải đổ lên, đổ thêm. Đổ thêm. Ờ, đổ thêm thì chừng nữa có gì em nói để có gì em chịu thêm tiền.
đổ thêm mấy cây cột đó. Em thấy là đổ bê tông thì nó chắc chắn cho làm xây gạch em thấy mỏng manh quá ta. Ha. Có mấy cây bê tông mình nãy nè. Có được mấy cây bê tông, còn mấy cây này chắc em nghĩ là lúc trước là không có tiền hay sao á. Không có tiền rồi mới xây xây gạch ống này lại để mà đối phó mà làm cột nè. Ha. Xây đỡ. Xây đỡ. Thế này gạch ống mà nó gãy là chịu gãy ngang lật ngang luôn á. Nói chung là cũng ngáy ha. Này là mình làm thêm mấy cây cột nữa anh chỗ. Ồ, cây cột nè. Để mình dặn lại hết anh. Coi xô xô nó ngã luôn nè. Coi cái nào ấy thì mình cái này là sau này anh cũng phải dỡ lên đúng không? Cái cây này là xi măng gạch ta. Bê tông. Bê tông hả? Bê tông nhưng mà cái chân nó không có đổ bê tông chứ. Ồ, em thấy vậy em xô nhẹ mà nó ngã luôn trời. Chôn sao cạn vậy ta? Ngày xưa cái này chắc chôn đỡ luôn. Ô trời ơi trời. Ồ, ghê quá ha. Cái này là phải đổ bê tông mới để dám đổ ấy. Nè, xô là ngã hết à. Mấy cây đó bê tông á. Cái cây này bê tông nè đúng không anh? Ồ, lập tạm bờ quá. Cái nhà này. Cái nhà này mà ấy là nó sập thiệt chứ. Cái trụ gì đâu mà xô có một tay một mà nó ngã sao mà. Hồi đó mấy ổng mà chôn đỡ thôi. Nè. Xô cái này. Chôn mà nó cạn quá anh Vũ. Dạ, như như ổng đào mới đắp cho nó bằng thẳng cái là ổng ấy. Ừ. Chứ không có miếng bê tông vậy chứ. Xô tay một ngã bê tông á hả? Mình đào cái hố nó bự chút cái mình đưa bê tông dứt cho. Được, nó chắc. Cái này nó không có. Nó hết cái chỗ ngủ rồi em cụ ơi. Cái gì vậy, cái nhà con ngủ đỡ vài bữa. Nhưng mà vài bữa là có nhà mới. Vui không cậu? Rồi vui chứ. Xong cho rồi đông gì nhà mới. Mà vui là nữ là không có đi đâu được, ở đây coi luôn hả? Coi đi đâu giờ mà ngày ngủ hết gì. Ngồi đây coi chơi vậy. Vui. Bây giờ xây hàng nóng đó rồi mới khiên được sao? Dạ. Dạ, dạ, làm cho nóng nó chắc lại. Nóng nó mục hết à. Dạ. Mắc xây lại sao? Dạ, xây lại. Dạ. Dạ. Ông cụ nhìn đẹp trai quá. Dạ. Nhìn đẹp trai quá. Dạ. Bởi vì ai cũng nói đi nó sao ông già mà sắp khổ bạc. Tại vì trời cũng cho mình sao hay vậy chứ biết đâu giờ. Sao mà hỏi, sao người 30-40 tuổi bạc hết rồi. Còn tôi sao mà 90 mà lóc đâu có thấy bạc gì đâu. Thì mà cũng biết đâu giờ việc trời rất sắp đặt cho mình. Đạt nhìn thấy cô đẹp trai không? Thì cũng nhà nước ngày rồi cũng ơn huệ cũng cho được bản tuổi với mình đó là 90 tuổi vậy rồi cho cũng ơn huệ đó. Ông cụ là ngày xưa chắc có nhiều bạn gái lắm hả? Nhiều người thương lắm đúng không? Cũng nhiều lắm mà đều cũng lựa. Cũng lựa hả? Vậy chứ. Lựa. Còn vấn đề hồ gái thì cũng con này kia cũng ba bốn đứa không đó thiệt. Gái ba bốn đứa. Bây giờ rồi có vợ rồi mình tu rồi mình lo mà ăn. Con cái nó ngày con lão rồi. Rồi lại ra hỏi vậy chứ chú coi đi bằng mướn á từ không bơi sao bằng mướn mà là nuôi con cho tới 9 đứa con bằng mướn nuôi nó không nó đâu có lát cát gì có chỉ đất ở này có ông già bà già hồi trước á rồi chia ra cho con đứa 8 thước rồi các nhà ở vậy thôi rồi đây là tôi ở bên vợ. Còn quê thì ở bên Tân Quế.
rồi giờ có vợ đó giờ rồi quen rồi cũng cắt nhà và ở đây cũng đi bằng mướn rồi lại kia một chỗ này vô cái vô nọ cũng đi hết trơn á. Chắc ông cụ đâu có nhậu đúng không? Không, hết nhậu là không có uống rượu nữa. Không. Còn anh trai cũng không uống luôn hả ông cụ? Dạ. Còn anh trai ông cụ có uống không? Thằng trai hồi lúc mà ông cụ còn con trai á, ông cụ có uống không? Uống rượu á? Cũng giúp đỉnh ra không có uống hà nằm. Uống giúp đỉnh hả? Dạ. Uống như thế có tiệc gì á thì anh em thì uống bậy bạ vậy thôi. Dạ. Chứ không có nhậu nghề nghiệp gì đâu. Con thấy ông cụ mớm mớm, ông cụ còn găng không? Trời rụng hết trơn. Rụng hết trơn à? Trời là không nha. Nó rụng trơn. Ông cụ kể cho tụi con nghe cái mối tình ngày xưa của ông cụ với bà cụ ơi. Thì đó tiệc hồi trước á thì cũng con này kia cũng hai ba con cũng đeo mà đều tại vì mình cái trời sắp đặt mình rồi tới vợ tôi đã ở đây rồi gặp rồi hai đứa thương nhau rồi hồi cưới bây giờ còn vấn đề mà bè bạn hồi trai gái đó thôi mình kể tôi nhiêu qua đường chơi với một con trai á rồi sao lại có vợ thì tu rồi rồi có được đứa con thằng thứ hai. Mà thứ hai nó trong nhà trong dầm này. Mà nó chết rồi, mới chết rồi là nó đâu cũng gần lắm rồi. Mà thằng thứ hai về nhà thằng thứ hai nó lót chết. Rồi giờ rồi thứ ba với mấy đứa cũng cắt nhà sao nấu nấu rồi với ngoài cầu. Rồi đó hồi đó mà mướn nuôi không à. Đâu đâu có lắc cát gì đấy, chỉ đi ai kêu đi cho bàn chỗ nào là tôi đi đó, tại mình đi dữ lắm mà đi đó nhưng mà đi tới miệt dưới đồ đi chỗ này chỗ kia lặng mà làm đó, mà đi tứ dưới hướng, rồi lại câu lấy giờ già rồi, tu, lấy giờ này như tu rồi, còn mang nhà lối nữa, anh đó sức yếu à, hồi đó mình giảm rồi đó. Bờ phận dễ dám hết bảy rồi còn có ba ba thằng này cũng như nhưng mà làm hơn mà nặng á thì nó mệt nghe không, còn là bình thường thì cũng chạy xe đồ thì cũng được rồi. Hỏi nhiều người nói sao ông 90 tuổi rồi sao ông chồng chạy xe được tại vì cũng cái mình còn mạnh á thì đạp được thì chạy lại đi rải thì sao chứ còn còn mà chàng mà làm mình chạy không được rồi là hết rồi cười đẹp đẹp lão hả hết hết ấy rồi hết giờ còn chạy được mình ráng chạy vậy cho nói nhiều đi bà con ta nói sao ông 90 tuổi rồi mà sao ông còn chạy xe được bởi vì cũng như nhiều già lá ngoài ấy, thì hết chạy rồi đó tôi sao còn 90 mà lại còn chạy xe được tại vì mình còn hơi khỏe chút thì mình đạp đi. Hồi sáng giờ ông cụ con thấy mấy con ông cụ đó, kêu ông cụ cũng vô nhà để nằm nghỉ đi mà sao con thấy ông cụ ngồi ở đây hoài để xem tại mọi người dỡ nhà hoài nè coi già chơi coi giờ vậy béo đâu có đi đâu mẹ con rồi nó sẽ quanh thứ gì mà đâu có ấy. Sao ông cụ không đi nằm nghỉ mà ông cụ ngủ đây không, hoài vậy nằm coi mới thấy tôi trưa gian giỏng nhà làm đi chơi về lâu không giờ nào mà chiều 6 giờ bắt đầu là mình lên ông đang quậy ổ ngủ quậy ổ ông cụ nó mới cười vô trời quậy ổ ngủ trưa nay tháo ở chỗ đâu mà ông cụ nằm võng đi ngủ đây giờ không có mình cũng ráng vậy chơi mà đôi ba bữa rồi nó phải ông cụ có cái giá võng ông cụ đem ra bóng xài này mát từ sáng tới chiều luôn ông cụ ở đây thì mát dữ lắm con ông cụ có cái giá võng nè ông cụ mượn nằm đây nè chút nữa ra sao nhỏ sao á
cũng có giẫm ở dưới sàn. Dạ. Bà đại về cũng ngồi chơi coi chơi chưa có ngủ ghê. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ trưa, các anh thợ cũng đã nghỉ, cô bác anh chị Bùi Hồ cũng xin kết thúc video clip sáng nay tại đây. Và tình hình xây nhà của Út Nhất thì Bùi Hồ cũng sẽ cập nhật cho cô bác quý anh chị xem ở những video clip sau. Đừng quên đăng ký kênh, like, share, chia sẻ. Và một lần nữa thì Bùi Hồ cũng chân thành cảm ơn tất cả các mạnh thường quân, cô bác quý anh chị đã đồng hành với Bùi Hồ cũng như là hỗ trợ về hoàn cảnh gia đình của Út Nhất. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau ha.